Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa, kính bạch ngài, kính thưa quý vị toàn thể chư Phật tử. Bữa nay là cái bữa thứ hai con thuyết pháp trên mạng. Đây là một cái việc làm thật là mới mẻ đó. Thì trong cái sự mới mẻ này thì nó cũng có cái sự thiếu sót và bỡ ngỡ. Nếu mà có cái gì mà ví dụ nó chưa có đúng thì mong quý vị thông cảm bỏ qua, tại vì cái gì mới nó cũng gì hết trơn, nó lúng túng ghê lắm. Tại vì chưa có quen đó. Cái nghe có rõ không, hình như cái tiếng của cô quanh của nó hồi nãy sinh giới nó bị đứt quãng á, có nghe rõ không? Sư ngồi bên đó có nghe rõ không? Từ ngày bên này thấy nó bị đứt quãng á. Không biết bà con nghe. Bây giờ rõ không ngài? Bây giờ rõ rồi. Thấy được rồi đó. Khi nào không rõ thì ngài nói cho con chỉnh lại. Dạ. Dạ. Bây giờ rõ ha. Dạ được ha. Dạ. Đang nói nửa chừng cái tiếng nó ngắt ngang cái tiếng đó. Thì cái việc làm mới mẻ lắm, thử ra nó bị bỡ ngỡ, nên thử ra cái chỗ nào còn thiếu sót thì quý vị thông cảm. Thì những cái ngày tới đây á, thì con nói về vấn đề mà thiền á, thì để cho ngài, tại vì ngài thiết về thiền, ngài hướng dẫn cho Phật tử thiền thì ok lắm, ngài số 1 lắm. Những cái bài ngài thiết á, trời, nghe đi nghe lại hoài mà nó hay, mà nó dễ nắm bắt lắm. Đó, thành thử ra cái gì mà nó liên quan á, là cái gì tới thiền á, là có ngài giúp đỡ cho quý vị đó. Còn nếu mà nói về thiền thì con chỉ chia sẻ thôi. Đó, con chỉ chia sẻ những cái kinh nghiệm tu hành của mình như thế nào cho cho quý vị Phật tử thôi. Đó, còn về thiền là ngài là được. Còn về con á thì con sẽ chia sẻ những cái pháp học, những kiến thức. Chẳng hạn về những cái bài kinh nói trong Trung Bộ Kinh, trong Tương Ưng Bộ Kinh, hay là Tăng Chi, hay là trong Pháp Cú Kinh, có những cái câu chuyện mà liên quan đến cái, cũng liên quan đến cái đời sống tu hành, tu tập giải thoát đó, thì con sẽ chia sẻ những cái phần kiến thức đó, được không ngài? Được, tiếp tục. Dạ. Thì hôm bữa là nói đến cái vấn đề là lục căn tiếp xúc với lục trần mà nó chưa có hết. Dạ, hôm nay là muốn nói thêm cái phần đó cho nó dứt điểm rồi nói qua cái phần khác. Đó. Rồi hôm nay cũng có một cái câu chuyện mà, tại vì hôm bữa con biết con hứa là con có 6 lần chết đi sống lại, mà bữa mới kể một câu chuyện thôi. Còn bữa nay mà muốn kể thêm một câu chuyện nữa là quý vị có muốn nghe mà. Được rồi, cứ kể đi. Dạ. Chút nữa xong rồi nếu mà con cảm thấy là thời gian thích hợp thì con sẽ kể câu chuyện đó. Thì quý vị thấy rằng là cái đời sống nó mỏng manh lắm, nó không biết chết lúc nào, sống lúc nào. Mà cái câu chuyện con kể ở đây là cái câu chuyện này là con, lúc mà con còn làm cư sĩ đó, năm 25 tuổi đó, là lúc đó là bị ngạ quỷ nó bắt. Không gì ngạ quỷ đó, là quỷ bắt nha, một con ngạ quỷ, một con ngạ quỷ chúa luôn á, ở trong một gốc cây lớn lắm. Cái gốc cây đó là nó nằm ở trong ngay chỗ cái đất của nhà con đó ngài, mà cái gốc cây đó là phải ba người thanh niên ôm mới hết gốc cây đó, mà không, mình không biết rằng là ở đó nó có một cái nhóm ngạ quỷ ở trong đó. Sau khi mà con bị rồi đó thì con mới biết. Thì thôi cái chuyện để sau đi. Nó muốn bắt làm chồng luôn á. Nếu mà mạng mà không có lớn á thì chết năm 25 tuổi rồi tại chỗ đó rồi. Chắc vậy, tức là cũng có một phần sự đẹp trai trong đó nó mới muốn làm chồng chứ không? Không biết nữa. À. Sau này cũng kể ra cái câu chuyện đó thì mới biết. Quỷ mà nó cũng biết ha, cũng biết lựa. Ừ. Coi như là chết sống ở trong gang tấc á. Cái câu chuyện nó chết sống ở trong gang tấc á. Thì nói tiếp tục về cái bài quy y pháp hôm bữa, thì nói lục căn của chúng ta thì tiếp xúc với lục trần. Thì khi mà lục căn là mắt nè, nói lại mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đó, thì lục trần là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp đó. Thì cái những danh từ này là của quy y pháp á, mà thí dụ cảnh sắc là những gì mắt mình thấy, mà ngài thường gọi là đối tượng á đó. Mắt thấy, những nào mắt thấy là ngài thường gọi đối tượng, thì cái đó là được gọi là cảnh sắc đó. Thì cái cảnh đó nó có hai cảnh, một là mình thấy cảnh sắc xấu, hai là mình thấy cảnh sắc tốt đó. Nếu mà mình thấy cái đối tượng cảnh sắc xấu á, là do nó cái thành quả của 12 tâm bất thiện, mà mình thấy cái cảnh mà tốt á, chẳng hạn như bây giờ ví dụ mình thấy là cũng là người hết, mà có nhiều người họ ở trong một cái cảnh chiến tranh. À, cái cảnh động đất, cái cảnh bom rơi đạn nổ, như vậy thì cái chúng sanh này là thấy cảnh sắc xấu à, hoặc là cũng là chúng sanh, nhưng mà chúng sanh đó là rơi vào địa ngục đó, thấy những cái dạ xoa, hay là những con cơn quả, hoặc là những con chó mà ở dưới đó nó hành hạ mình, nó đánh đập mình,
đó, thì mình thấy cảnh sát xấu. Cảnh sát xấu nhiều lắm là gì? Mình thấy cái cảnh sát nào là gì được gọi là cảnh sát xấu. Khi mà mình thấy cảnh sát xấu như vậy đó, thì cái tâm của mình đó, nó rất là khó chịu, rất là buồn bã đó, rất là bực bội. Thì cái đó là cái cảnh sát đó, nó làm cho cái tâm sân của mình nó sân khởi đó. Thì cái cảnh sát đó là cái quả. Mà khi mà mình nhìn cái cảnh sát đó đó, nhìn cảnh sát đó đó, mình không có hài lòng, mình bực bội, mình khó chịu là cái tâm sân. Như vậy là cái quả nó là cái quả xấu, nhưng mà cái nhân mình gieo lại thì là cái tâm sân nữa, thì tiếp tục là quả xấu nữa, là nhân xấu nữa. Chẳng hạn như bây giờ, thí dụ mình sống trong một cái gia đình mà mình nhìn thấy cái người đó là mình không thích, mà mình không thích cái người đó, thì cái tâm sân của mình lên, thì đó là cảnh sát xấu. Rồi cảnh sát tốt. Cảnh sát tốt là có nghĩa là mình thấy cũng là người đó, mà mình thấy có nhiều người ở cái khu, những cái khu biệt thự quý vị, những cái khu đô thị mới, hoặc là những cái chỗ mà họ ở như là như hoàng cung vậy quý vị. Nhà cửa đồ khang trang, xe cộ đồ xung quanh, những cái người thân thiện của họ là toàn là những cái người mà có tu có hành không à. Đó. Như vậy thì mắt của họ thấy cảnh sát, nhưng mà cảnh sát tốt, thì cảnh sát tốt là cái quả mà họ họ cái quả này nó trổ ra, thì từ cái nhân từ quá khứ là cái tâm thiện, cái tâm có chánh niệm, cái tâm có bố thí, cái tâm có trì giới đó, thì nó mới cho ra cái quả đó. Bây giờ họ thấy cái cảnh sắc đó là cảnh sắc tốt. Nhưng mà cái cảnh sắc tốt đó nó tùy theo nữa, nó tùy theo họ gieo lại cái nhân gì. Chẳng hạn như những cái người mà thấy cảnh sắc tốt như vậy đó, họ ở biệt thự, ở nhà lầu, ở đi xe sang đó, nhưng mà họ thì họ là cái người có tu tập. Vì vậy thì họ dù có cái quả của họ là quả tốt, nhưng mà họ gieo cái nhân lại là cái nhân tốt nữa đó. Như vậy thì quả tốt nhân tốt, thì cái người này là tiếp tục tu hành, có thể là sau này tích trữ rất là nhiều cái nhân tốt. Còn thí dụ những người mà thí dụ họ họ có được cái quả tốt, họ thấy cha mẹ của họ sắp sửa chết đó, sắp sửa qua đời đó, để lại cho họ rất là nhiều của cải, tài sản, tiền bạc, nhưng mà cái người này họ không có cái duyên lành để gặp Phật pháp, không có được nghe giảng rõ ràng cái lý nhân quả, là từ đó họ họ không có làm các cái điều thiện, bắt đầu họ đem cái của cải tài sản đó đó, cái của cải tài sản họ thấy đó, họ đi cờ bạc, họ đi rượu chè, họ đi trai gái, họ đem cái tiền mà họ thấy đó, đó thì họ đi cá độ đá banh chẳng hạn, thì họ làm cho tiêu tan hết tất cả các cái tài sản đó. Cái tài sản đó là cái quả của cái quả thiện của cái nhân quá khứ đó. Nó như vậy là cuộc đời của chúng ta nó cứ nhân quả nó xoay vòng vậy. Trong Nguyên Diệu Pháp giải thích rất là rõ ràng cái nào nhân cái nào quả. Thì trong số các trong lục căn nó thì cũng lấy ra cái tâm cái quả của quả thiện và quả bất thiện đó, để cho vị thấy vì chỉ hiểu một cái thôi, vì hiểu năm cái còn lại. Hạn như những cái nghe nữa, cái nghe mình nghe mà mình rất là bực bội khó chịu, mình nghe cảnh sát xấu, hạn như là mình nghe đạn rơi bom nổ, ví dụ là mình nghe những cái tiếng mà cái tiếng xấu, cái âm thanh xấu đó, âm thanh xấu mà ngài trường độ, cái đối tượng âm thanh là cái đối tượng tiếng động đó. Cái tiếng động đây là nó phát xuất ra, là nó là, cũng là cái quả nếu mà thường ngày mình nghe. Thí dụ mình cái người mà họ thiếu phước cái gì, ở gần một cái khu vực đầu tự động, cái họ đang ở ngon lành thì có một cái công trình, họ tới là bắt đầu xe tải xe đồ, bắt đầu họ chạy suốt ngày, họ làm cái âm thanh nó rất là khó chịu. Vì là cái âm thanh này, khi mà họ cảm thấy là cái âm thanh này xấu là cái âm thanh như vậy. Còn cái âm thanh tốt á, là họ họ sẽ được nghe những cái lời hay đó, những cái tiếng mà nó làm cho họ không có bị đau khổ, đó là âm thanh tốt. Vậy thì nó có hai, một cái thì xấu, một cái thì tốt. Rồi cái xấu cái tốt này đó thì tùy theo cái phước báo của mình, tùy theo cái nhân duyên của mình gặp Phật pháp. Có đôi khi cái cảnh nó xấu, nhưng mà cái người này họ có tu thì tự nhiên cái cảnh, tuy rằng cái cảnh nó xấu, âm thanh nó xấu, cái cảnh nó sắc xấu, nhưng mà cái người này có tu thì cái tâm của người này không có sân hận, cái tâm của người này là không có tham lam, hoặc là không, cái tâm của người này là không có si mê, bởi vì họ có tu mà. Tuy rằng họ đón nhận cảnh xấu, nhưng mà họ có tu hành, họ có duy trì chánh niệm, họ có bố thí, có làm phước, có cúng dường, họ làm rất là nhiều cái điều thiện, thì tuy rằng là quả xấu, nhưng mà tâm là tâm tâm tốt đó, nó ngược lại như vậy á. Thì nhãn nhĩ tỷ diệt thân, sắc thinh hương vị xúc, thì cái này là căn, ở ngoài là cảnh, rồi cái tâm thức nó sanh khởi lên, như vậy là nó có ba cái à. Mà cái này nó, bây giờ thấy cái này nó liên tục đó. Nếu mà người nào mà người ta tu hành, người ta chỉ thấy cảnh sắc, thấy tâm nó sanh khởi,
rồi bắt đầu là nó cứ lên xuống hoài, thì họ hiểu được cảnh chân đế, thì bắt đầu tự bây giờ sau này họ giác ngộ. Họ giác ngộ là bởi vì họ thấy không có ai ở đây, nó, tất cả mọi cái nó đi theo bằng cái sự nhân duyên của nó hết. Hãy nó có cái này thì nó có cái kia, mà cái này cái kia là nó sanh lên nó diệt bằng cách tự nhiên vậy đó. Đó, thì người ta cứ hành thiền hoài, hành chánh niệm hoài, thì bắt đầu cái họ hiểu được cái vấn đề này, họ hiểu được cái lời Đức Phật chỉ họ trong kinh. Đó, còn nếu bằng không là mình không, mình không bao giờ mình hiểu được, mình phiền não luôn luôn. Như con kể một cái kinh nghiệm đợt cái đời này, con vô hồi bữa hai mấy ta, à, mấy cái chuyến đi vô hồi bữa qua bữa kia này, 24 không? 24. À dạ, 24. Con đi vô cũng như là con đi trên một cái xe giường nằm, thì cái xe nó dừng tới một cái trạm dừng chân, nó ngừng đó thì nó thả khách xuống cái quán cơm á. Thì thường là con đi xe vậy là cũng không có ăn uống gì được hết, tại vì con chỉ đem cái bánh theo thôi. Tại vì cái thứ nhất là cái tiệm cơm nó không bán cơm chay. Cái thứ hai là mình là ông sư mình ăn mặn được, nhưng mà mình đâu dám ăn mặn. Những cái chỗ mà ngoại đạo như vậy mình ăn mặn tôi có nước là chết luôn á, là tại vì con bị lần rồi. Nó có lần con đi con đâu có biết đâu, lần đầu tiên á con đi về không ra á, con nghĩ là mình ăn mặn được, cái con vô con kêu cho dĩa cơm sườn á. Trời, cái con nhỏ bán quán á tá quả nó la lên, nó cái gì thầy mà ăn cơm sườn à, chứ nó làm con run quá trời luôn. Con nói thôi đừng cho cơm sườn, cho cơm gì cũng được. Đó là con bị một lần đó, con sợ rồi con không dám ăn. Cái có một lần thứ hai nữa, cái con đi tới nó cũng dừng chân một lần thứ hai mà tới một cái quán khác. Cái con vô cái quán đó, cái con nói đói bụng quá, cái nói cho có cơm chay không, cho dĩa cơm chay. Thì cái ông đó bưng, ông chủ nhà hàng đó, chủ quán cơm đó bưng ra một cái dĩa cơm chay. Cái ông dòm con, cái con ăn xong hết rồi, cái ông nói ủa, tôi thấy sư bọn cái y này là sư ăn mặn được, mà tại sao sư ăn mặn sư ăn chay. Thì tôi nói ủa, tại sao ông nói sớm, tại ông nói sớm ăn mặn rồi. Nếu mà tôi biết sớm tôi đặt dĩa cơm gà rồi ha. Bởi vì ăn chay cũng không được, ăn mặn cũng không được. Sư cái ơi, sợ luôn con. Bây giờ sợ luôn, xin lỗi sư cái ạ. À. Sư cái xin lỗi, tôi ngưng sư cái chú. Hình như có cái cánh cửa trước mặt sư á, nó chiếu vô trong cái y của sư á, một lát nó chiếu lên mặt là thế nào là rất là khó nhìn. Sư có thấy không? Hả? À, có cái cánh cửa là cắt cái gì, ánh sáng gì đó. Cắt bớt hai bóng điện, cắt bớt bóng điện nha. Màu vàng ngay ngang năng được sư này, đứng này thấy. Dạ. À, ánh nắng. Ánh nắng có cánh cửa là khép lại được không? Dạ được. Tại vì nó đưa lên rồi lát cái nó chiếu bộ mặt không thấy gì trơn á. Khép chút nữa. Nắng đó rồi. Giờ cô đừng cái bàn qua chỗ khác rồi đó. À, được rồi. Đó. À. Được chưa? Rồi bây giờ bây giờ ăn chay cũng không được, ăn mặn cũng không được, bây giờ bỏ cái bánh vô trong cái tép. Đó. Bây giờ xuống đó ăn cái bánh ngọt, cái uống miếng nước cho nó xong cho rồi. Cái con đang ngồi đó, cái bàn của con ngồi cách cái bàn của cái ông kia khoảng chừng 1 mét. Tự nhiên con nhìn qua đó con thấy cái ông kia hút thuốc, mà hút hít một cái hơi thật là mạnh vô, cái ông phà ra. Ông phà ra cái con nổi xong lên liền. Tâm của mình nó nhìn nó thấy, nhìn cái ông đó là mình thấy là ông là cảnh sát phải không? Giờ mình phân tích thì hiểu là ông đó là cảnh sát. Nhưng mà khi mà ông hít vô ông phà ra là cái đó là cái mùi. Đó, đó là đó cảnh là cảnh mùi. Như vậy thì mình đâu có bắt được cảnh chân đế, mình chỉ thấy cái ông đó thôi, mà thấy cái ông đó là cảnh tục đế rồi. Ha, mà mình thấy cái mùi đó là cái mùi, mình đâu có bắt được. Nếu mà mình chỉ biết rằng là cái mùi nó chỉ là đối tượng không thì mình đâu có phiền não. Mà cái này mình nói cái mùi thuốc lá đó, khi mà nó phà ra gì mình cảm thấy rất là khó chịu. Cái tâm mình nó chửi trong á, nó nói trời, cái thằng cha này khốn nạn thiệt. Nó nói trong ngày, nó nói thằng cha này khốn nạn, ngồi cái chỗ đó mà còn hút thuốc, mà còn phì ra nữa cho những cái người xung quanh ta bệnh sao. Cái lúc đó còn thấy cái tâm xong nó khởi lên, nó nói gì bắt đầu quan sát cái tâm xong hay ngày. À, lúc đó còn cứ quan sát tâm sân, biết mình bây giờ đang cái tâm sân có được, quan sát tâm sân là nó yên đó. Như vậy thì cũng thấy rằng là cái thiền tứ niệm xứ này mình có thể ứng dụng chỗ nào cũng được hết. Mình đi trên xe là mình vô trong quán ăn, ngài nói cũng có lý, vô trong nhà vệ sinh mình cũng hành thiền được nữa đó. Như vậy là cái thiền này có rõ ràng là nó rất là dễ, rất là gần gũi, là mình hành khắp nơi, chỗ nào mà có phiền não, chỗ nào cũng có phiền não hết trơn đó. Là cái con thấy rằng là cái đây là cái kinh nghiệm á, là phải nên như vậy, chứ còn không thôi là nó sanh khởi phạt hoài đó. Rồi nói tới đây thôi được rồi, cái chuyện ăn cơm nên bỏ qua ăn bên, nó qua cái khác. Bây giờ để tiểu sư hỏi sư bất tha lại một câu này, là bây giờ đó mình khi mà mình tiếp xúc với những cái xung quanh, khung cảnh xung quanh đó, mình sẽ thấy này, mình sẽ nghe này,
mình sẽ ngửi, mình sẽ đếm, mình sẽ đủ thứ chuyện hết trơn á. Vì vậy thì cứ mỗi lần mình nghe cái gì, mỗi lần mình thấy cái gì đều là quả của một nhân nào mình đã tạo trong quá khứ. Có vậy không? Dạ, dạ đúng rồi. Chẳng hạn bây giờ mình nghe một bài nhạc chẳng hạn, là đó là cái nhân cái gì mình tạo trong quá khứ. Bây giờ mình nghe những cái âm thanh như như êm dịu như vậy. Nhưng mà tùy theo là cái sự tu tập mình có không. Nếu mà mình người có tu mà duy trì chánh niệm tác động, chỉ là tác động, mình không có mê vào trong cái tiếng nhạc đó, thì mình không tạo được cái ác nghiệp mới. Dạ đúng rồi, dạ dạ đúng rồi đó. Còn nếu như mà mình còn mà mình đắm chìm trong đó, mình đam mê vào trong đó, ví dụ mình là nhà sư mà mình đắm chìm đam mê trong đó thì mình bứt giới rồi vậy đó, thì đó mình đang tạo một cái ác nghiệp đó. Dạ đúng rồi, mình đang nghe bằng cái tâm sợ tâm tham á, mình đang nghe xong rồi tham cái tâm tham mình lên đó. Dạ. Như vậy thì mình tạo tất cả những cái gì mà mình tiếp xúc xung quanh đó, đều là sẵn sàng chờ đợi mình hết trơn á, xấu có tốt có, và tùy theo cái sự tu tập của mình mà mình có biết xử lý hay không, để đừng có tạo thêm một cái nhân mới nữa là nhân bất thiện. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ. Rất là chính xác. Cái câu này ông thiền sư Tây Sơn Gia ông nói rất là nhiều lần mà không ai hiểu. Ông nói bất cứ cái gì mà quý vị thấy mà nghe đó, hay là quý vị ngửi nếm đụng chạm, đều là cái quả của một trong chuyện quá khứ, người ta không có đúng hiểu. Rồi đó. Đó, dạ, bây giờ dưới cái ánh sáng của vị diệu pháp, mình nói cái này mình nghe mình thấy rất là rõ này. Đó. Dạ. Là hễ mình đúng chuyện mà mình duy trì tánh niệm thì không có tạo nhân mới. Mình lớn đúng. Hơn tu mình tạo nhân mới. Đó, tha thú. Đó ngài, con nói là cái ngày bắt ngay liền ngài rất là thông minh đó ngài. Thì cũng phải nghe cho từ từ chứ làm sao bây giờ. Ngài cũng thấy ngài ít có tiếp cận với diệu pháp mà ngài nói là những cái bài thiền đó, con thấy con cũng xương sống con nó cũng lạnh đó ngài, tại ngài nói y chang vậy đó. Trời, thấy quý vị cái này bên Mỹ có cái này kê. Là thật ra là mà sư Bắc Thái biết sao không, sư không có giỏi đâu, mà sư nghe cái gì từ ông thiền sư ông nói rồi mình tập á, mình thấy nó có lý quá đi. Mình ví dụ chẳng hạn ông nói cái gì mà sư nhìn quả của một cái chuyện trong quá khứ mình nghe mình đâu có hiểu, nhưng mà mình thấy rõ ràng là có, bị cái tâm mình phản ứng khi vui khi thích khi không thích thì mình biết rằng đúng là cái này có này, nhưng mà mình không hiểu như thế nào. Thế rằng tức là họ cho mình cái dĩa ăn thôi mà không biết cái này từ đâu tới. Bây giờ ví dụ giải cho mình từ đâu tới vậy đó thôi, chúng không phải là sư học của ví dụ pháp đâu. Sau cái nghe, sau cái thấy, sau cái gửi, sau cái đến, sau cái đụng chạm, sau cái suy nghĩ này, tâm tham tâm sân sanh khởi lên hay là tâm thiện sanh khởi lên đó. Dạ. Tùy theo cái sự mình có tu tập hay không tu tập hay. Dạ đó. Dạ. Thì xem mình có sự tu tập không. Thì con nói bởi nãy con nói con lặp lại với, dù đó là cái cảnh xấu nhưng mà mình có tu tập thì mình gieo lại cái nhân tốt. Đó. Còn cái người mà không có tu tập á, cảnh xấu á, họ gieo lại nhân xấu luôn. Chẳng hạn như họ bệnh đau, họ không hiểu thì cái tâm họ tâm sân nó càng bức xúc, nó càng khó chịu, họ càng muốn hết bệnh thì nó càng không hết. Đó. Sao để thử cái thân đã khổ rồi mà cái tâm còn khổ nữa. Đó. Thì con nói tiếp cái chỗ mà thân khổ tâm khổ đây có... Sư muốn hỏi sư Bắc Thái trong ví dụ pháp có nói gì? Bây giờ mình nói cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng chạm thì nó dễ dàng nè, có vậy không? Nhưng bây giờ tâm suy nghĩ, tại vì sao mà tự nhiên tâm mình nó cứ suy nghĩ hoài, suy nghĩ hết chuyện này tới chuyện kia vậy? Nó có một cái nhân gì trong quá khứ không? Hay là cái bản chất tâm của mình nó vậy, nó làm việc như không, vậy? Không, bản chất tâm của nó là nó sanh diệt vậy mà. Cứ vậy thôi ha. Dạ, nó cứ sanh diệt kỳ hoài, cái lộ trình của nó có đi hoài thôi, nhưng mà nó sanh diệt ra nó có hai loại, một dạng là tâm nó sanh diệt thiện, và một dạng là tâm nó sanh diệt bất thiện. Đó. Chẳng hạn như bây giờ thí dụ mình mà suy nghĩ đến vấn đề mà tu hành. Đó, mình suy nghĩ đến vấn đề mà chánh niệm, mình suy nghĩ vấn đề mà để mình tu hành để mình thoát khổ. Đó, thì tất cả những cái sự suy nghĩ này là tâm thiện hết. Còn thí dụ mình suy nghĩ mình thích những cái gì, đó, hoặc là mình nhớ những cái gì nó đã qua mình cảm thấy mình hối hận, mình nhớ những cái gì nó đã qua mình cảm thấy mình nuối tiếc, đó thì cái sự suy nghĩ này gọi là bất thiện. Đó, nó có hai dạng suy nghĩ. Vâng, ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình đang ngồi thiền này, tự nhiên có một cái suy nghĩ mình nhớ lại một cái người nào đó đã làm cho mình những chuyện đau khổ. Đó. Thì nếu như mà mình không có chánh niệm á, thì mình sẽ vin vào đó và mình cứ tiếp tục suy nghĩ và mình đau khổ hoài. Như vậy thì nó có một cái nhân quả gì trong những cái gì mà nó khởi sanh cho mình không, hay là tự nhiên nó như vậy thôi, tâm nó nhớ là như vậy thôi, nó sinh hoạt một cách tự nhiên như vậy thôi. Tâm nó sinh hoạt cách tự nhiên vậy đó. Tại vì tâm phàm á, tâm phàm là nó luôn luôn như vậy ngài. Tâm phàm là luôn luôn là nó có hai khuynh hướng, một là khuynh hướng thiện, hai là khuynh hướng bất thiện, nhưng mà cái khuynh hướng thiện thì nó ít lắm. Cái khuynh hướng mà bất thiện á là nó tham sân si nó nhiều lắm. Chẳng hạn bây giờ ví dụ như ngày đó mình ngồi thiền ha, thì mình nhớ lại những cái câu chuyện quá khứ á. Nếu mà mình nhớ lại câu những chuyện quá khứ mình cảm thấy mình rất là khổ sở, thì như vậy thì khi mình nhớ lại vậy là mà mình khổ sở là tâm bất thiện rồi.
cái sự nghiệp này bất thiện hoài, nhưng mà mình không có tu tập là nó dẫn mình đi nữa. Cái bất thiện mình nó kéo hoài, cái hoài thì mình cứ đau khổ hoài. Còn ví dụ mình có chánh niệm thì cái đó tạm thời nó đương lại, nó thay đổi chức năng từ cái bất thiện nó qua cái thiện. Đó, từ cái thiện này bắt đầu mình phát triển được luôn, thì bắt đầu mình phát triển được chánh niệm gì thì mình có trí tuệ, thì mình thấy rõ ràng là lúc bắt đầu thì bất thiện, nhưng mà sau mình có tu tập, mình có tác ý, thì từ cái bất thiện này bắt đầu cái nó chuyển qua cái chức năng tâm thiện, và nó chuyển qua chức năng tâm thiện vậy là mình có chánh niệm, vậy là trí tuệ nó sanh lên. Mà trí tuệ nó sanh lên thì mình hiểu các pháp là nó sanh lên là nó diệt thôi, nó vô thường thôi, chứ nó không có ai đây, không có cái câu chuyện, không có người của tôi của ta gì hết. Nếu mình hiểu gì thì mình càng tốt nữa đó. Được không ngài? Hiểu ngài hiểu nghe hiểu. Dạ ngài. À, nói tới cái đau thì con thường nghe ngài nói cái câu mà Đức Phật nó đông kinh là thân bệnh và tâm không có bệnh đó. Đó, con thường ngài nói cái câu gì con đi tìm, con cũng thích cái câu đó, mà con cũng có từng coi rồi mà con biết nằm đâu. Cái tự nhiên hôm con lật cái cuốn ra con coi thì con thấy cái câu chuyện mà ngài nói là nó nằm ở trong tương ưng ngũ kinh đó ngài. Dạ, nằm trong tương ưng ngũ kinh đó, là cái ông này á, là cái tên của Bali của ông á là Nakutabila. Cái tên của ông á là cái ông này là một ông gia chủ. Cái ông này là một ông gia chủ, nhưng mà ông này là coi trong chú giải là ông là đắc tu đầu vườn rồi đó. Dạ, thì ông mới tới ông bạch với đệ là Đức Phật á, ông nói bạch Đức Thế Tôn, con bây giờ là con là cái người cao niên lớn tuổi, con là những cái người cao niên lớn tuổi, con già cả rồi, mà bây giờ là thân của con thì bây giờ nó thường xuyên ốm đau bệnh hoạn đó, thân của con là nó thường xuyên ốm đau bệnh hoạn rồi, con sợ rằng là những cái ngày tới đây là con sẽ không gặp được Đức Thế Tôn, con không có gặp được các vị tỳ khu đáng kính, thì bây giờ con mong ngài là ngài thuyết cho con một bài pháp thoại để con nghe cái bài pháp thoại của ngài đó, thì con sống thì có hạnh phúc và an lạc. Thì cái ông gia chủ này ông hỏi Đức Phật vậy, ông nhờ Đức Phật thuyết cho một bài pháp, rồi ngài nói rằng là nếu mà ngài nói với ông á là nếu mà người nào mà có thân như thế này đó, mà dù một phút thôi mà nghĩ rằng là ta không có bệnh, thì ngài nói đó là người ngu. Ngài nói có thân là nó phải có bệnh đó. Nhưng mà ngài nói với ông á rằng là dù cho thân bệnh, nhưng mà phải nghĩ, phải tu hành, phải biết rằng là dù cho là thân bệnh, nhưng mà tâm tôi sẽ không có bệnh đó. Ngài chỉ nói đơn giản vậy thôi, ngài nói chỉ đơn giản thôi. Cái thứ nhất là hãy có thân, mà người nào nói rằng là dù một phút mà nói rằng là mình sẽ không có bệnh thì người đó là người ngu, người không có trí á. Rồi ngài nói với ổng là dù cho thân tôi bệnh, nhưng mà tâm tôi sẽ không bệnh đó. Tự nhiên ông nghe hai câu này bắt đầu thì ông sáng ra thì khi mà ông đảnh lễ Đức Phật thì ông đi tới đại đức Xá Lợi Phất á, thì cái khuôn mặt ông nó sáng ra. Cái đại đức Xá Lợi Phất hỏi là hôm nay ông gặp được Đức Thế Tôn sao mà thấy cái sắc diện của ông nó sáng vậy. Ông nó có ông gặp được Đức Thế Tôn nói một cái bài kệ gì đó. Rồi đại đức Xá Lợi Phất nói ông là có phải là ông hỏi thêm một câu nữa không, ông hỏi thêm là có phải là ông hỏi thêm là dù cho thân bệnh nhưng mà tâm bệnh, tại hồi nãy là thân bệnh mà tâm không bệnh, rồi bây giờ ông phải hỏi thêm một câu nữa là thân bệnh mà tâm bệnh phải không? À, thì ông nói dạ có hỏi. Thì cái câu sau này thì ngài Đại Đức Xá Lợi Phất đó giải thích cho ông, tại như thế nào mà thân bệnh mà tâm bệnh, và như thế nào mà thân bệnh mà tâm không có bệnh. Thì cái người mà thân bệnh á, cái thân bệnh mà cái tâm á, mà bệnh luôn á, thì cái người này chấp vào cái thân xác của mình là của tôi đó, cho nó là của tôi đó. Khi mà nó bị thay đổi, bị biến hoại, nó luôn luôn có thay đổi mà đó. Tại vì mình không có thấy, mình là con mắt của mình không có thấy cái thân của mình nó thay đổi đâu. Khi mà mình thấy là nó đã quá muộn rồi. Khi mà mình thấy là cái tóc của mình nó đã bạc rồi, cái da của mình nó đã nhăn rồi. Nhưng mà thực sự ra là nó thay đổi liên tục. Nó không bao giờ một giờ phút giây nào mà nó ngừng nghỉ hết trơn á. Mà vì thấy cái sắc pháp này là nó thay đổi chậm hơn cái tâm. Chậm hơn cái tâm nữa. Con coi trong một cái tài liệu là một bốn ngón tay thôi mà tâm nó sanh diệt á là 1,006,666 cái tâm. Nó sanh diệt một phẩy ngón tay thôi mà mình thấy rất là kinh khủng. 1,006,666 cái tâm mà chỉ có một phẩy ngón tay là nó rất là kinh khủng. Đó. Thì khi nào mà cái người nào mà thân bệnh mà tâm bệnh luôn á là bởi vì họ nói rằng là cái tâm này của tôi. Chấp vào nó mà nó không phải là của tôi, nó là đất nước lửa gió. Nó sanh diệt theo cái hướng của nó thôi. Đó thì đó gọi là thân bệnh. Rồi họ chấp vào cái thọ là cái cảm giác.
cái cảm giác chẳng hạn như họ vui thì họ nói mình vui, họ khổ thì nói tôi khổ đó. Thành thử ra họ chấp vào cảm thọ, họ nói cái này là của họ nên thử ra họ bị bệnh đó, rồi chấp vào cái tưởng, cái tưởng là cái sự nhớ lại, suy nghĩ nhớ lại, rồi chấp vào cái thức là cái tâm đó, rồi chấp vào cái hành, đó là có nghĩa là thân hành, khẩu hành, ý hành đó. Nói chung là họ chấp vào cái ngũ uẩn á. Chúng ta cái ngũ uẩn chúng ta là có năm, cái thân và cái tâm của mình là có năm ngàn, năm nha. Ngũ uẩn là cái gì này? Ngũ có nghĩa là năm, uẩn có nghĩa là chùm, khối, nhóm, đóng. Cái nào mà ta gọi là chùm, khối, nhóm, đóng thì cái đó gọi là uẩn. Như vậy thì sắc uẩn nó có một chùm trong đó, thọ uẩn nó có một chùm trong đó, tưởng uẩn nó có một chùm trong đó, thức uẩn thì nó cũng có một chùm, thì ta gọi là uẩn. Năm chẳng là sắc uẩn nè, sắc uẩn là nói về thân nè, thọ uẩn là nói về cái cảm nhận vui hay là buồn đó, hay là một cái cảm nhận, một cái cảm giác tự nhiên đó gọi thọ uẩn. Tưởng uẩn, tưởng uẩn là những cái gì nó nhớ lại, chẳng hạn mình sinh hoạt như thế này bắt đầu tự nhiên mình nằm nhớ lại, hoặc là thí dụ ai làm cho mình đau khổ bây giờ mình nhớ lại thì đó gọi là tưởng uẩn, hay là suy diễn ra thì cũng gọi là tưởng uẩn. Đó là ba phải không? Sắc, thọ, tưởng. Mà sắc này thì nó thuộc về thân này, mà thọ với lại tưởng là nó thuộc về tâm này, nó thuộc về danh á. Rồi hành, hành thì nó trừ ra hai cái này, nó 50 cái đặc tánh còn lại thì gọi là hành uẩn. Nó 50 cái đặc tánh nó còn lại thì gọi là hành uẩn. Thì trong đó là chẳng hạn mình khởi lên một cái ý, mình suy nghĩ về tốt thì gọi là hành uẩn, hành uẩn tốt. Đó, mình khởi lên một cái suy nghĩ xấu đó thì gọi là cái hành uẩn, hành uẩn xấu. Đó. Rồi thức uẩn, thức uẩn là 121 thứ tâm. Như vậy thì cái thân thể của chúng ta, ta gọi là danh sắc cũng được, mà gọi là ngũ uẩn cũng được. Đó, nếu mà gọi danh sắc thì nó có hai, thân và tâm, đơn giản. À, hành thiền để thấy được cái sự sanh diệt của danh và sắc chứ không có ai hết. Đó, như vậy là gọi danh sắc thì nó có hai, mà gọi ngũ uẩn là nó có năm. Sắc uẩn, họ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Đó. Cái tâm á nó sanh khởi lên không phải mình nó. Cái tâm mà nó sanh khởi lên chẳng hạn như cái tâm chánh niệm không phải mình nó đâu. Nó có tới mấy chục cái lượng đồng sanh với nó, chẳng hạn nó sanh khởi lên nghe cái tâm mình nó sanh khởi lên chánh tâm chánh niệm phải không? Thì trong đó nó có một cái nhóm gọi là nhóm tịnh hảo nữa, thì trong đó nó có tính nè. Tính là niềm tin á, mình có niềm tin mình mới hành thiền được, thì nó có niệm nè, tàm nè, quý nè, vô tham nè, có vô tham nghe, vô sân nè. Đó, hành xả nè, tịnh thân nè, tịnh tâm nè, khinh thân nè, khinh tâm nè, nhu thân nè, nhu tâm nè, thích thân nè, thích tâm nè, thuận thân thuận tâm là chánh thân chánh tâm. Như vậy là một cái chánh niệm nó sanh khởi lên thì 19 cái này nó đi chung với cái chánh niệm luôn, thì nó có vô tham vô sân ở trong á, nó có niềm tin ở trong nữa, thấy không? Mà trí tuệ chưa nói nghe, nãy giờ chưa nói trí tuệ, chỉ là nói cái nhóm tịnh hảo tốt mà thôi, nó sanh lại tâm chánh niệm thôi. Thì nếu mà cái người này có giữ giới nữa thì nó thêm ba cái giới phần nữa, thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nó đi chung là cái nhóm này luôn. À, rồi sau đó nếu mà nó có bi và tỳ hỷ, bi có nghĩa là mình có một cái trạng thái thương xót chúng sanh đau khổ, đó gọi là bi. Tỳ hỷ có nghĩa là mình vui theo cái phước nhân, những cái phước quả chúng sanh đó, thì nếu mà hai cái chức năng này có nữa thì nó thêm hai cái này nữa. Rồi trong đó nếu mà cái người này họ do chánh niệm mà có trí tuệ thì thêm một cái trí tuệ nó tham dự vô nữa. Đó. Như vậy thì cái chánh niệm này có làm hai phần, một phần là thuần là chánh niệm không mà không có trí tuệ, phần thứ hai là chánh niệm nhưng mà nó có trí tuệ nữa. Đó. Như vậy thì bởi vì con không có dám nói nhiều, là con nói con gom lại vậy thôi, để sau này nếu mà quý vị thích thì phân tích chừng cá thôi, chứ không phải đơn giản là chánh niệm có một cái tâm đâu. Tại sao nó nhiều như vậy? Là bởi vì mỗi cái chức năng gì nó làm một việc. Chẳng hạn như mình thấy trong một cái xưởng nhà máy á, một cái xí nghiệp máy đi, mình nhìn vô mình thấy rất là nhiều công nhân. Ở trong đó thì mình thấy cái người, một người thì đang làm nút áo nè, người làm phi áo nè, người thì làm cổ áo nè, người thì làm lai áo nè. Đó, mình nhìn tổng quát cũng như là mình nhìn một cái tâm, có một cái tâm thì nó có rất nhiều cái chức năng trong đó, nó đồng sanh lên, nó đồng sanh lên với cái tâm rồi, nếu mà nó diệt đó, thì nó đồng diệt luôn, thì gọi là đồng sanh đồng diệt đó, vậy đó. Bây giờ sư muốn hỏi sư Bất Tát trở lại cái vấn đề ngũ uẩn này. Bây giờ trong ngũ uẩn á mình có sắc, tức là thuộc về sắc pháp rồi, phải không? Dạ. Bốn thần còn lại nó thuộc về danh pháp. Dạ. Họ tưởng hành thức, phải vậy không? Dạ. Sư Bất Tát nói rằng sắc, thọ, tưởng là hai, rồi hành á là cái gì mà 54 mà trừ cái hai là cái gì, nói sao chưa ngay chưa không. cái hành này tổng cộng luôn á, là cái sở hữu này là nó có 52 cái sở hữu hành, có 52 cái. Dạ, 52 cái là 52 cái đặc tính á, pháp á, 52 cái ha. Đó, 52 cái, nhưng mà khi mà mình tính cái thọ rồi đó thì mình lấy cái đó ra là nó thuộc về một quẩn, ha. Mình tính cái tưởng thì mình lấy cái tưởng ra.
Vậy là cái tưởng với thọ này là hai quẩn rồi, thì nó còn 50 cái còn lại thì được gọi là hành quẩn đó ngài. Nhưng mà 52 cái là 52 gì? 52 tâm sở chắc hả? Em muốn nói vậy dạ, hả? đúng rồi đó, 52 tâm sở đó. À, Chẳng 52 hạn như tâm sở. con nói tâm bất thiện nó có 14 cái tâm sở nha. À. Chẳng hạn một cái tâm bất thiện nó sanh lên thì nó từ 14 cái tâm sở, thì nó có là tâm sở si nè, vô tàm, vô ý, phóng dật. Ví dụ con giải thích một trong hai những cái tâm này thôi, thì là vì hiểu si là một cái trạng thái si mê, không hiểu, không biết, không thấy cái pháp thanh diệt, không hiểu tứ diệu đế, thì gọi là si. Thì cái tâm si á, thì nó có nè vô tàm. Vô tàm có nghĩa là cái một cái trạng thái tâm này là nó không biết mắc cỡ với tội lỗi đó. Vô ý, vô ý có nghĩa là nó không ghê sợ tội lỗi đó. Rồi phóng dật, thì bốn cái này là nó đồng sanh với tâm si. Rồi si này, vô tàm này, vô ý, phóng dật, thấy không? Si là mê muội, tối thui, tối mò, không hiểu gì hết. À, vô tàm có nghĩa là không có biết ghê sợ tội lỗi. Vô ý có nghĩa là không biết mắc cỡ với cái tội lỗi mình làm. À, phóng dật đó là tâm của mình nó tán loạn đó. Đó là những cái đặc tính, cái đặc tính này nó sanh với cái tâm si, chứ không phải tâm si của mình nó. Đó, đơn giản vậy đó. Tại con không dám nói thêm nữa, nói thêm nữa đó. Đúng rồi. Phải học nói, lớp nói căn nhiều bản. Quá mà mình nghe nó loãng à, nó lộn. Dạ, à. nó rối thôi, giờ nói tới đây thôi. Nó khác Từ, luôn. từ 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 rồi quý vị sẽ làm quen. Nhưng mà ngày 1 tháng 3 này là ngày con khai giảng lớp quy pháp căn bản chính nè. Đó, con sẽ nói về pháp thuộc đế, pháp chân đế, rồi nói về cái trạng quy pháp này là ở đâu có. Đó vậy đó, rồi cái người nào mà đi về Việt Nam đó con sẽ nói trong cái buổi mà 1 tháng 3. Thôi còn ở đây thì mình nói bất bất vì dù pháp thì nói lắc bà con cũng lạc luôn rồi. Dạ bây giờ thôi, bây giờ pháp thì nói lại tới đây thôi, ngưng thôi, nói lại cái chuyện khác. Thế bà con bất ngơ ngác hết trơn rồi đó. Đó nói rồi, nói thế chậm mọi người. Ngơ ngác á. Nên nếu mà quý vị nào mà muốn mà học vi dụ pháp á, thì phải đi một cái lớp riêng á, phải đi tuần tự lại. Ta nói cái này cũng như là con cái này cũng như là con giao lưu với giới thiệu ngài, giới thiệu nói về, về chút chút thôi. Dạ. Dạ. Bây giờ nói ba cái khác ha. Sư cho con hỏi chút xíu. À, sư cho con đi, ví dụ. Ví dụ là chánh niệm mà có trí tuệ là như thế nào, là cái gì, là ví dụ là cái nào của sư? Nếu mà chánh niệm mà có trí tuệ đó thì nó nhiều dạng lắm, nhiều cấp độ khác nhau, rồi cũng từ thấp lên cao nữa, chứ không phải là mình gom một được. Chẳng hạn bây giờ thí dụ chánh niệm mà có trí tuệ, thí dụ mình có hành thiền ha, có chánh niệm mà có trí tuệ thì cũng biết rằng cái tâm sân á là nó sanh lên á, và nó đau khổ là do nó phản ứng. Đó, bây giờ cái tâm sân nó sanh lên là mình có chánh niệm liền biết là tâm sân nó chỉ là tâm sân thôi, nó có không phải là tôi, thì nó cũng là một cái dạng trí tuệ. Do nó có trí tuệ thì nó đâu có đau khổ, tại vì mình không có trí tuệ nên thử ra mình mới phiền não. Còn mình có trí tuệ thì có trí tuệ là có ánh sáng nữa. Nó chẳng hạn bây giờ thí dụ mình, thí dụ người nào làm cho mình, thí dụ người ta chửi mình đi, ta chửi mình là cảnh sát xấu ha, là cái quả xấu ha. Nhưng mà cái người mà có chánh niệm đó thì họ chỉ biết cái đó chỉ là đối tượng thôi, đối tượng sanh lên rồi tâm cũng sanh lên với đối tượng rồi nó diệt đi, thì có đó họ có trí tuệ. Trí tuệ này nó cũng là trí tuệ tu hành đó. À, còn cái một cái trí tuệ một cái dạng họ biết rằng là thí dụ là bố thí là phải nó có cái quả của nó. Ví dụ là cái người mà nhẫn nại đó thì nó có cái quả của nó, không đợi gì tương lai, nhưng mà ngay hiện tại là cái trí tuệ nó đã biết rồi. Chẳng hạn bây giờ thí dụ cái người đã bị người ta chửi, nhưng mà cái người này nhẫn nại. Nhẫn nại có nghĩa là cái người này do nó cái pháp nhẫn nại có, bắt đầu nó có tâm từ, nó có trí tuệ nữa, thì cái người này không có xong. Bị người ta chửi mà mình không có xong. Đó là trí tuệ đó. Bị người ta chửi mình không có xong là mình hiểu á. Hiểu nhân hiệu quả đó. Người ta chửi mình là cái quả đó, mà mình xong lại là cái nhân xấu, mà người ta chửi mình là cái quả, nhưng mà mình không có xong là nhân tốt đó. Hiểu nhân hiểu quả đó. Xin lỗi sư Bất Thái, sư ngưng sư Bất Thái chút xíu để nói cho ý nhi nghe một cái ví dụ đơn giản mà mình nói rất là nhiều lần luôn. Đó là ví dụ chẳng hạn mình ngồi thiền mình thấy đau này, mình biết cái chân mình đau, biết cái cảm giác đó, như vậy là mình có chánh niệm, có vậy không? Dạ. Nhưng mà mình biết rằng nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên thôi, do đó tâm mình không phản ứng. Đó, trong này có trí tuệ. Cái đó là trí tuệ nó hơi nhiều với ngài. Không thì đó vậy đó. Thì trong khi mà mình tu tập thì mình thấy vậy đó. Hoặc giả là trí tuệ là ngon như... trí tuệ là ngon lành luôn ngài. Thì ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình nghe một tiếng động chẳng hạn, ví dụ người nào nói cái gì mình khó chịu chẳng hạn, có vậy không? Thì mình biết cái tiếng đó và cái biết tâm mình khó chịu, nhưng mà mình xử lý được. Còn bây giờ bên đằng này nó hiểu rằng tiếng động chỉ là tiếng động, tâm nó không phản ứng đấy, tâm là có trí tuệ trong đấy. Bây giờ có Liên cô hỏi cái gì sư có cái kìa. Cô Liên hỏi cái gì kìa. Hỏi đi cô Liên. Đưa tay đi mà không hỏi ha.
Dạ cô Liên có câu hỏi không ạ? À, có không? À rồi, dạ, cô dạ. mở mic à, rồi, nói thì hỏi đi. Dạ con kính chào sư ạ. À. À xin chào cô. Dạ sư, sư cho con hỏi là hồi nãy là sư đang giảng về cái phần mà những cái suy nghĩ bất thiện mà nó sanh lên mà nó để lại quả xấu á sư, là nếu như mà mình mà ngưng lại, mình mà như thấy nó, thấy mình mà thấy cái đó là cái bất thiện rồi á, thì mình quan sát nó như là sắc pháp đó sư, thì nó sẽ không có tạo nhân mới phải không sư? Cô không cần nói sắc pháp gì đó, cô chỉ cần là chánh niệm thôi là bắt đầu tự nhiên là cô không tạo nhân mới à. Dạ. Đúng không? Dạ. Cô khỏi cần nói sắc pháp, nhưng mà cô chỉ cần chánh niệm, cô chánh niệm là nó thay đổi chức năng tâm rồi. Chẳng bây giờ mình sân hận, mình bực bội, mình khó chịu mà mình chánh niệm mình ghi nhận, chánh niệm mà khác ngang mà mình có duy trì cái thiện pháp nữa không thì là chuyện khác. Cô có chánh niệm là một chuyện nè, cô có duy trì được chánh niệm nó kéo dài không á, như vậy á thì nó gọi chánh niệm của cô nó kéo dài một cái khoảng thời gian, đó là còn tâm thiện không, có chánh niệm không đó, vậy đó. Dạ. Còn nếu như mà mình không không có chánh niệm, mình mà chạy theo những cái cảnh sắc xấu đó, nếu như mà mình suy diễn thêm, hay là mình có những cái ác ý chổng, như mình tự nhiên mình suy nghĩ là mình ghét người đó, bây giờ mình muốn làm vậy cho người đó, vậy cho mình đỡ cái cơn sân của mình, nếu như mà cái ý của mình mà chạy theo những cái đó thì mình sẽ tạo cái nhân mới liền ngay lúc đó phải không sư? Đúng rồi, cái đó tâm bất thiện mà mình tạo cái nhân mới lúc đó, mình tạo cái nhân mới nó có hai cái điều, hai cái làm cho mình bất lợi. Cái thứ nhất là ngay trong hiện tại này là mình cảm thấy rất là khổ sở rồi. Nhưng mà mình có ý xấu với người ta, mình muốn hại người ta, hoặc là chiều mình có suy nghĩ xấu với người ta thì đó là tâm sân rồi, mà tâm sân thì sao cô yên ổn được? Đó là hiện tại là mình đã cảm thấy bất an rồi đó. Rồi còn chưa nói là trong kinh mà Đức Phật nói là cái người mà sử dụng cái đó hoài, khi mà cái tâm mà mình sắp sửa mình chết á, thì nó lại nhớ lại cái đó nữa, là cái lần thứ hai nữa, là nó đẩy mình xuống bốn cõi khổ luôn. Đó là cái nguy hiểm của cái lần mình nhớ lại đó. Dạ thưa sư, nếu như mà lúc đó mình chánh niệm, mình thấy cái diễn trình của nó như vậy, mình thấy rõ là cái tâm mình nó sanh ra cái bất thiện như vậy, và mình chánh niệm, mình quan sát nó, mình có để là nhân xấu không thưa sư? Không, đi quan sát là thay đổi chức năng đó, chức năng tâm thiện đó, thiện thì nó cho quả thiện. Dạ. Yeah. Cho quả thiện là cái quả thiện này, là cái quả thiện này là quả thiện gì? Nếu mà mình cứ chánh niệm hoài, mình phát triển cái thiện pháp hoài thì quả thiện này á, nó tùy theo cái nhân mà mình làm nữa, thì sau này là nó cho mình đi tái sanh đầu thai lại là cái người có trí tuệ, đó, cái người có nhan sắc tốt, đó, cái người giàu có, cái người ít bệnh, đó, đủ thứ hết, đủ thứ cái nhân tốt hết trơn á. Cái quả tốt và đủ thứ nhân tốt hết trơn. Dạ. Cái quả xấu thì đủ thứ, cái nhân xấu, cái nhân tốt thì đủ thứ quả tốt, mà cái nhân xấu thì nó đủ thứ quả xấu. Dạ. Ở đây để trả lời cái câu hỏi của cô Liên đó, có một hành giả có hỏi về vấn đề đó đó, thì ông thiền sư Tây Tạng Gia ông nói rằng đó, những cái tư tưởng và bất thiện của mình đó, khi mình suy nghĩ đó, thì nó thuộc về ý nghiệp, không biết có phải không? Ý nghiệp là ngài đúng không? Mà ý nghiệp mà cái mà tốt nhất để mà trừ những cái ý nghiệp này đó là chánh niệm đó. Đó là lý do tại sao mà sư Bích Thái nói là khi mà cô đã có chánh niệm rồi thì nó thay đổi chức năng, vì vậy cô sẽ không còn tiếp tục suy nghĩ chơi nữa. Mà đó, người ta còn chỉ mình như thế này nữa này, khi mà mình suy nghĩ bất thiện tới á, khi những suy nghĩ bất thiện tới thì mình thấy cái tâm của mình nó dễ chịu hay khó chịu thì tự nhiên nó phải nhả. Bởi vì mình nghĩ cái chuyện xấu của người khác mà tâm mình sao dễ chịu được, trong khi mình đang ngồi thiền nữa hay là mình đang làm cái gì. Vì vậy người ta dặn mình á, hễ khi tâm của bạn nghĩ tới chuyện bất thiện, bạn kiểm tra tâm bạn như thế nào, dễ chịu khó chịu, thì cái này là cái phương pháp để mà mình giải quyết những cái tư tưởng bất thiện mình, nó cứ tiếp tục suy nghĩ hoài. Yeah. Mình suy nghĩ bất thiện thì mình thấy mình đau khổ, tại mình giải ngu gì mình cứ suy nghĩ nó qua để cho mình khổ. Cái ông kia mập thù lù ngồi đó, ông ăn uống nhà mình ngồi đó, mình cứ nghĩ ghét cha đó, mình làm cho mình khổ trong tâm. Đấy. Thì cái ông thiền sư Tây Gia nói rằng đó, cái tốt nhất để mà ngài Sutika cũng lặp lại nữa, để mà trừ những cái ác nghiệp thuộc về ý, đó là duy trì chánh niệm. Khi mà mình đã thấy duy trì chánh niệm rồi, ông còn nói đi vô nữa, để mà duy trì chánh niệm rồi đó, thì mình thấy khi mà mình suy nghĩ như vậy, cảm xúc của mình như thế nào, dễ chịu khó chịu đây. Mà nếu mà khó chịu mà mình muốn tiếp tục suy nghĩ, vậy là mình ngu à, mình làm mình khổ à. Vì vậy người ta nói rằng khi bạn sân hận với ai đó là bạn ngu lắm, rồi bạn đang khổ này.
Khi bạn sân hận với người nào khác, bạn suy nghĩ sân hận với người nào khác là bạn rất là ngu. Bạn ngu là vì tại sao? Bạn khổ vô cùng. Vì vậy không có một cái tâm sân hận mà kêu một chính đáng nào hết. Thế gian ta nói tâm sân hận chính đáng, nó giết cha tôi phải giết lại, giết mẹ tôi giết lại, anh lấy của cải của tôi phải dạy cái nọ. Nhưng mà các vị thiền sư, ngài Sotika cũng nói, mà ngài Tejaniya cũng nói rằng là không có một cái tâm sân hận nào mà chính đáng. Rectify đó, tiếng Anh nói là rectify đó. Không có một cái rectify anger nào hết, không có một cái sự sân hận nào mà chính đáng hết trơn. Đó là lý do tại sao mà bây giờ mình nghe chú cái nói. Thì khi mà bạn có chánh niệm thì tự nhiên bạn thay đổi cái chức năng của nó, tự nhiên nó không còn tiếp tục nó suy nghĩ nữa. Phật ra là chỉ nó tiếp tục mà cái trớn thôi, chứ còn phải mà chủ động mà ngồi suy nghĩ là cũng bớt rồi. Đó là như là nếu mình giỏi mình quan sát cái tâm khó chịu của mình nữa. Đó, xin lỗi, tôi trả lại cho sư Bút Thái. Dạ, con dạ. Tiếp cho con tiếp nói theo cái câu của ngài. Dạ, nói như vậy đó, khi mà đã thay đổi chức năng tâm rồi đó thì mình phải luôn luôn mình duy trì. Đó, tại vì nếu mà mình hớ hình một cái đó, mà tâm mình phóng dật lại thì nó cái kia nó sanh khởi lại nữa. Tại tâm bất thiện là luôn luôn nó có mà mình không có để ý nó thì nó sẽ có mặt lại. Đó. Dạ. Không phải đơn giản đâu, nó là nó nằm yên đó, khi mà mình có trách nhiệm đó rồi thì phải là nó mất đâu mà nằm yên đó đó. Đó, nó chờ khi mà mình lơ đỡ nó, cái trách nhiệm của mình yếu dần thì bất thiện nó sanh lại đó. Dạ, nó khởi lên lại liền. Thật ra mình tu hành là có sao mà trách nhiệm nó có trí tuệ này. Thì khi mà trí tuệ đứng vô đó rồi là yên á. Còn trí tuệ thấy tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên thì nó có khởi vậy rồi, hiện tượng tự nhiên mình đâu có theo nó nữa. Dạ. Dạ. Khó lắm trò con tập. Rồi con nói thiệt con, mà con không gặp ngài chắc con điên quá ngài. Không có suy nghĩ, không có xử lý được cái tâm á. Từ khi con gặp ngài cái phương pháp này á thì con cảm thấy thích hợp và con xử lý được một số vấn đề của cái tâm á, tự nhiên mình cảm thấy mình yên á. Đó. Sư cũng gặp phương pháp này sư cũng điên luôn đấy. Đừng nói dạ đó. Cái suy nghĩ hoài mình không biết làm sao mình xử lý. Ai giữa của sư giữa bọn thầy, thấy không? Khi nào mập thì mình giữa thôi chứ biết sao vậy. Thật là khi mình hành được rồi, chút mình thấy Phật pháp này thật là kỳ diệu á. Thì cái nó mà ông Tejaniya ông hay nói, ông nói rằng là khi mà anh chị em mà thấy cái tâm của mình mà mình có thể xử lý được một cách dễ dàng á, gặp cái chuyện khó khăn nào mà mình ngồi đó mà mình biết cách xử lý á, thì tự nhiên mình thấy sao cuộc sống này nó đơn giản, nó có ý nghĩa quá đi. Bởi vì cái sự tu hành nó có ý nghĩa. Đây để xử lý một ví dụ này, ví dụ như ngày hôm nay trước khi mà đi tới để mà giảng mà cái buổi pháp thoại của sư Quốc Thái thì bình thường là sư phải chuẩn bị, mà bây giờ sư Quốc Thái làm công chuyện của ổng thử, sư đâu có chuẩn bị gì, thành sư nằm lang thang, sư quay cái này sư quay cái kia, sư quay cái đó, sư mở YouTube sư đọc rồi vậy. Trời, cái tâm nó chấn động, tâm nó chấn động quá trời. Khi mà tâm chấn động bắt đầu suy nghĩ chuyện tầm bậy, suy nghĩ chuyện ăn uống chuyện này chuyện kia rồi vậy đó, thì khi mà nó bắt đầu vô như vậy rồi mới có chuyện mới xảy ra chuyện này, tự nhiên sư tắt cái YouTube xuống coi nữa, nằm yên coi thử sao, coi thử nó nói cái gì. Đúng là lúc đó khi mà mình trở lại, mình cái tâm mình yên ổn mà mình chánh niệm, tự nhiên tất cả những cái niệm mà suy nghĩ lăng tăng tầm bậy tầm bạ rồi tự nhiên nó biến mất. Thì mình thấy cái sự thực tập là đúng như vậy. Khi mà mình thất niệm này, mình lên mạng mình quay cái này, mình quay cái kia, mình quay game, không phải game nhưng mình quay mấy cái chiến tranh, cái đồ tầm bậy bạ, tâm mình nhức đầu mà mình không để ý. Đi khi mà cái tâm của mình nó khó chịu như vậy đó, nó ở chấp động như vậy, thì tất cả những cái gì mà những cái suy nghĩ bậy bạ nó tự nhiên nó thoát ra ghê vậy đó. Và khi mà nó thoát ra rồi mình thấy trời ơi kinh hoàng quá, tự nhiên sẽ tắt cái YouTube, sẽ nằm yên, lúc đó không quay nữa. Nó bây giờ từ đây mà tới cái giờ mà sư có cá trước là bây giờ mình ngồi yên và mình chỉ duy trì chánh niệm, nằm trên chánh niệm, bắt đầu thấy tất cả cái niệm nó đang lặng xuống. Còn không thôi nữa, bởi vậy thì mình để ý này, khi cái tâm của mình mà phiền não á, mình chấn động mà mình không có chánh niệm, mình không có tu tập á, phiền não nó sẽ chen vô và rồi nó xuống mình á, bỏ đi ra mà đi lấy vợ cho rồi, học giả là thôi đừng có tu chi nữa, tu không có tiền có bạc gì mà tu, vân 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 vân, nghĩ nó nằm sẵn rồi. Cái tâm mình hễ mà chấn động mình lơ mơ là nó nhào ra dễ sợ vậy đó. Tôi xin hỉ cho sự bất cái thì cũng nói chuyện hơi nhiều ha. Cho có ai con, nói có câu hỏi được không sư? Được rồi, hỏi đi. Dạ thưa sư, là câu hỏi này con cũng hay hỏi sư Trí Dũng hoài cũng hiểu rồi, nhưng mà sao nó cứ lặp đi lặp lại là như vậy. Thí dụ như trong giờ con ngồi thiền đó thì cái tâm con thì hồi đó thì giờ không có suy nghĩ bất thiện, nhưng mà có những cái chuyện, thí dụ như con thì hay dạy học, thành ra học trò đứa này làm cái này để làm là cái kia, cái tự nhiên nó chợt nó hiện ra, hoặc là công việc của con chợt nó hiện ra, nó tự nhiên vậy đó.
hoặc là những cái chuyện ngày xưa lâu lâu cái nó hiện ra thì nó con thấy con rất là khó chánh niệm, con phải trở về với hơi thở, luôn luôn lúc nào cũng phải giữ hơi thở thì nó mới yên, còn không là nó quậy con dễ sợ. Thành ra con không biết là sư Đức Dũng có dạy con mấy lần rồi mà sao cũng cũng dạy hoài. Hôm nay hỏi sư Phước Thái có cái gì khác hơn không? Cảm ơn sư. Ngài 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 Tư Dũng là thiền sư của dạy thiền ngày xưa, ngài Dũng là sư tổ của sư đó. Nếu mà ngài Tư Dũng mà dạy cho cô nào là cô cứ yên tâm, nhưng mà tại cô hỏi sư, thực ra sư chỉ nói theo cái khả năng của sư thôi đó, sư chứ sư thấy ngài là vậy là đầy đủ lắm đó. Bây giờ nói cái chuyện mà ví dụ mình sinh hoạt như vậy đó, khi mà mình ngồi mình thiền đó, mình nhớ lại đó, mình nhớ lại rồi bắt đầu mình cái tâm của mình nó có bức xúc, nó lo lắng hay là nó đủ thứ chuyện đó, nó đi theo đó, là bởi vì mình không có hiểu cái chức năng của tâm. Bây giờ sẽ nói lại, cũng dẫn nó lại cái của ngài. Cái thứ nhất là nó tự nhiên nó như vậy đó, khi mà cô sinh hoạt, khi mà cô ngồi thiền là nó nhớ lại, mà nó nhớ lại cái này là cái tưởng, nó chỉ là cái tưởng, mà cái tưởng nó sanh lên là nó cũng diệt đi thôi à, cô chỉ cần chánh niệm thôi đó. Bây giờ nó nhớ là bao nhiêu chuyện kệ nó, cô chỉ cần ghi nhận chánh niệm thôi là cô yên thôi. Ha? Còn nếu mà mình cứ đi theo cái nội dung cái câu chuyện đó thì bắt đầu mình nắm bắt vào cái tục đó thì nó sẽ xé ra rất nhiều thứ, nó dẫn mình đi mệt luôn, ta mình căng thẳng luôn, là bởi vì mình nó dẫn mình đi mà đó, cái tưởng là nên mình đi theo cái tưởng là mình đuối luôn á. Thử ra bây giờ nó nhớ lại bao nhiêu chuyện thiện là bất thiện kệ nó, chỉ cần duy trì chánh niệm hay biết giờ nó đang có mặt tự động, mà cô chánh niệm mà nó mất à, cô có duy trì cái công thức đó hoài là khỏe lắm, cái chánh niệm duy đây trì là đây là bây giờ sẵn sư Thái nói, sư cũng nhớ một câu của sư Tây Giải, ông nói rằng là bạn cứ để ý bạn suy nghĩ cái gì mà bạn quên rằng trong khi bạn suy nghĩ đó có cái chánh niệm nữa. Bạn nhớ trong cái chuyện bất thiện không à, bạn cứ nhớ tụi tôi ngồi chung và dạy học, tôi nghĩ tôi học trò mấy đứa nó nói tôi cái này cái kia đó, thì bạn nói tâm tôi mà sao nó cứ suy nghĩ như vậy, nhưng mà bạn không thấy rằng là tâm bạn có chánh niệm, bạn mới thấy được cái này, thấy vậy không? Thì cũng nói rằng là người ta chỉ để ý cái khía cạnh xấu của cái sự suy nghĩ mà ta quên cái tốt, đó là cái tâm chánh niệm mới đi theo và nó biết mình đang suy nghĩ cái gì. Đó, đơn giản thôi, nó suy nghĩ cái gì là chuyện của nó, mình không có làm được, mình không có xử lý được. Cái tưởng ba cái tái nói rõ ràng thấy không, tưởng nó sinh hoạt một cách rất là tự nhiên, thì tại sao mình ngồi đó mình upset, mình bực bội chi, mình chỉ duy trì chánh niệm thôi. Mà cô Kim cứ để ý cho mà coi, tất cả những gì mà cô suy nghĩ mà trong khi cô ngồi thiền á, khi mà cô ra cô dạy nó không có phải như vậy đâu. Ví dụ như thằng nhỏ mà nó nói như vậy, bữa nào mà nó gặp mình nó sẽ như vậy, như vậy không có, hay là mình tưởng không, trong trong thực tế không có cái gì. Tâm mình nó bày vẽ nhiều chuyện hay lắm, nó vẽ cả một câu chuyện trong, một cuối cùng toàn giả không. Ngày nào mà mình chưa thấy rằng nó là một cái tưởng, giống sư ta nói là một cái hiện tượng tự nhiên nó sinh hoạt như vậy, là mình cứ chấp vào đó, mình chấp vào cái tục đế, nó nói cho tôi như vậy, nó tôi như kia rồi vậy rồi lớn rồi chánh niệm chánh niệm chánh niệm trở lại rồi nó nữa suy nghĩ nữa và nó sáng bao giờ dứt. Đơn giản, nó suy nghĩ là chuyện của nó, bổn phận của mình là duy trì chánh niệm. Và hễ mà mình duy trì chánh niệm mình biết nó là tốt rồi đấy. Đâu cần khi phải là ngồi đó phải tâm phải cho yên tĩnh giờ này qua giờ kia, chắc là cô Kim cổ muốn tu cho giỏi cô làm vậy thôi. Hỏi sư Phước Thái là sư cũng Cái chị trả lời cho cô đó thì sư cũng tu học trong Phật pháp, rồi sư cũng nghe ngài thì sư hướng dẫn, rồi trong đó nó cũng có những cái kinh nghiệm của sư nữa. Cái kinh nghiệm mà đau khổ xưa là bởi vì thật là kinh khủng lắm, khi mà sư ngồi thiền là nó nhớ lại như một câu chuyện mới mới xảy ra vậy. Trong đó nó có rất là nhiều cái câu chuyện mà quá khứ, mà những cái ký ức này là nó không bao giờ nó xóa nhòa ngay cả bây giờ này, mình ngồi thiền nó cũng nhớ lại, nhưng mà bây giờ nó nhớ lại nó đâu có làm mình khổ nữa, là tại vì mình biết cách rồi. Ngày xưa mình chưa biết tu hành đó, nó sanh khởi lên là mình đau khổ à, bây giờ qua một thời gian mình tu là mình hiểu rồi đó, thành thử ra bây giờ nó khác ngày xưa nhiều lắm. Mới tự tu Bây giờ để chứ nhường hỏi cho cô Thanh nè, có cô Thanh, cô nãy giờ cô đưa tay cô xin nói chuyện nè, cô Thanh đó, nói ra mở mic ra đi. con chào sư ạ. Xin chào cô. Sư cho con hỏi là sư cho con hỏi là lúc nãy con có nghe sư nói là tất cả những gì mình gặp bây giờ ấy thì là quả của quá khứ, và cái phản ứng của mình, cái thái độ của mình thì nó sẽ tạo nhân cho tương lai á. Thì con, ví dụ như cá nhân con là con cũng rất thích nghe nhạc, thì nếu mà thì con cũng không biết là thế bây giờ thì con, nếu như con vẫn
vì nó là cái sở thích của con ấy, thì cái việc mà con tiếp tục con nghe như thế thì nó có là một cái mà nó tạo nhân cho tương lai hay không, mà con phải con nên làm như thế nào ạ? Con cảm ơn sư. À, nó tùy theo nữa, tùy theo nữa. Bây giờ ở đây là mình nói cho những cái người tu hành, hiểu không? Ở đây là mình nói cho những cái người tu hành không à, nhưng mà những người tu hành thì họ biết nên nghe hay là không nên nghe đó. Bây giờ thí dụ mình nghe nhạc mà mình thích đó, mình thích thì đó là tâm tham rồi nè, thấy không? Thì cái tâm tham này đó, tại mình nghe là mình thích, còn mình nghe mình chánh niệm là khác. Nhưng mà cái người nghe chánh niệm thì họ không nghe đâu, tại chánh niệm đó nó chỉ là đối tượng thôi mà, thấy không? Cái người mà có tu thiền đó, là bây giờ thí dụ cái tiếng nó hay cỡ nào chăng nữa, nhưng mà cái tâm của họ không phải là tâm tham. À, bây giờ cái tiếng nó hay cỡ nào, có trau chuốt cỡ nào, nhưng mà họ chỉ biết cái đó chỉ là đối tượng gì là đối tượng thôi, hoặc là ví dụ là âm thanh đi làm thanh thôi đó, thì nó không ảnh hưởng đến, dù đó là cái tâm cái tiếng nghe rất là hay, nhưng mà cái tâm của họ là luôn luôn là có chánh niệm, duy trì được chánh niệm thì nó không ảnh hưởng gì hết đó. Và thấy những cái người mà có tu thiền họ nghe thì nó khác vậy đó. Còn cái người mà ví dụ mình không có tu thiền đó, mà khi mình nghe là nó hút vô liền, từ cái nghe này mình khởi lên cái tâm tham, mà cái tâm tham này là mình cứ quân tập nay ít mai ít mốt ít bước kiên ít 1 tháng 30 ngày 1 năm 12 tháng rồi 10 năm bao nhiêu đó, thì mình làm cho cái tâm tham của mình nó càng ngày nó càng mạnh lên, mà cái tâm tham nó càng ngày nó càng mạnh lên thì rất là nguy hiểm đó, nguy hiểm vô cùng. Thế mà mình có thích là mình cũng sẽ bị có ghét á, có ghét á. Đến khi bây giờ ví dụ mình cứ nghe vậy hoài, cái tâm mình thích, và lúc mà mình sắp sửa mình bệnh đó, mình nằm trên giường bệnh đó, nó không có cái điều kiện để mình nghe nhạc nữa, thì lúc đó mình rất khó chịu. Là bây giờ đã đổi cái tâm xong ha, đổi tâm tham tâm xong là rất là nguy hiểm đó. Thì cái chức năng của nó là gì đó, thì về cái phần sư giải thích vậy đó. Còn cô thì cô có quyết định cô có nên nghe không à. Thí dụ mình muốn nghe mình giải trí đó, mình bám theo ngủ trầm thì mình đáng mình chịu đó. Hãy mình nghe mình không khéo là tâm tham mình nó lên, mà sau này mình nghe không được thì tâm sân mình lên, mà tâm tham tâm sân thì nó đâu có trí tuệ, đâu có thiện tâm. Hay mà không có trí tuệ, không có thiện tâm thì hiện tại là mình thấy vui gì đó. Đó, cái vui này nó nhử mình mà, cái vui này vui âm thanh nó nhử mình mà, nó nhử mình cho cái tâm bất thiện mình càng nhiều lên, là lúc đó là mình chết. Đây Chưa đây thì sư nghĩ thôi, chưa sư cũng muốn lắm. và chia sẻ với cô Thanh một cái kinh nghiệm của sư này. Câu chuyện nó mới xảy ra tức thì thôi, chứ không phải là lâu lâu đâu. Đó. Sư đang mở YouTube, sư nghe một cái bài pháp. Đó. Học giả là bữa đó, lúc đó là sư nghe bài pháp đó, sư qua cái gì đó không biết, tự nhiên nó nhảy ra một cái quảng cáo. Nó nói rằng đã có một cái bài hát rất là hay này. Cái bài hát này á, nó có một cái tựa đề tên là Em đi chùa Hương. Sư chưa bao giờ biết bản bản này hết trơn á, mà sư lại là thấy cái đề Em đi chùa Hương đó. Thì khi mà nó thấy như vậy làm sư nhớ rằng là cách đây khoảng chừng 3 tháng á, trong khi mà mình nghe đài mà phát thanh của tiếng Pháp mà chương trình Việt Nam á, nó có mở một cái bài này mà có phải tương tự, thì mình mở ra mình nghe thử có phải giống không, thì nó y hệt giống như vậy. Khi mà sư 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 đắm chìm vào đó nghe, sư thích quá đó, đắm chìm vào đó. Trời ơi, khi mà sư tắt cái đó rồi đó, tâm sư như nãy sư nói rất là chấn động. Tại vì từ trước giờ mình ít nghe nhạc, mình tu mà mình ít nghe nhạc đó. Bây giờ mình mở một cái bài nhạc mình mà vô tình mình đã nghe cách đây mấy tháng rồi, bây giờ mình nghe trở lại tự nhiên cái tâm mình bị hút vô trong đó. Khi sư nghe hết cái bài mà Em đi chùa Hương rồi, cái cô mà hát là cô tên là Tâm Đan, sư nghĩ là cái một chấn động đến nỗi phải tắt máy, sư rằng nằm sư giảng. Thì là anh chị em nhớ nè, bây giờ sư nhớ lại cái câu của ông thiền sư thầy dạy sư nói rằng là khi nào bạn thấy tâm tham ăn, tâm tham cái này, tâm tham cái kia mà nó làm bạn chấn động quá, may ra bạn mới có cơ hội, bạn mới giải quyết những cái phiền não tâm của bạn, còn không thôi nó cứ tiếp tục đi theo. Đây là cái gọi là kinh nghiệm thực tế đó. Ông nói hồi xưa tôi á, tôi uống rượu rất là dữ, ông nói vậy đó, tôi đâu có biết rằng là rượu đó, nó phá tôi, cho tới khi mà tôi bắt đầu tôi biết hành thiền rồi, tôi thấy nó khó chịu quá thì tôi bỏ bớt. Khi mà tôi uống trở lại tôi thấy trời ơi, tâm của tôi đã làm tôi khổ, khổ cả thân và tâm, thì tôi hỏi cái gì mà vui trong này đó. Vì vậy cái câu trả lời đó hồi nãy sư Bát nói là tùy theo cô Thanh đó. Thanh hãy tiếp tục tu đi, và cứ mỗi lần mà nghe nhạc đó, quan sát cái tâm của mình đi, cho đến lúc nào mà Thanh nhận ra rằng cái tâm mình nó quá chấn động, mặc dù đây là một bản nhạc rất hay, mình tưởng là mình nghe mình thư giãn, mà thật ra không phải, cái tâm của mình nó rất chấn động, thì lúc đó mới ra mới bỏ. Còn 100 ông sư khuyên, 1.000 sư khuyên nói vậy mình nghe mình vẫn nghe như thường. Xin lỗi vậy nha, xưa trước khi sư đi tu sư thích nhạc vậy lắm, cái ca nhạc, cái niềm vui với giải trí mê vậy lắm, là thích hát karaoke nữa, thích dữ lắm.
Nhưng mà sư, khi mà sư tu hành là sư sẽ bắt đầu sư hiểu được cái đó không nên. Tự mình phải biết định. À, nó đam mê dữ lắm. Mê cái âm thanh mình nghe, dù cái ca sĩ nào mà mình thích nữa mình càng chết nữa. À, mình cứ mở nó hoài, mình mở đi mở lại hoài để mình nghe mà. À, mình nghe gì hoài, cuối cùng mình thấy có một lúc nào mình cảm thấy rằng nó cũng vậy à, có gì đâu. Khi mà cái âm thanh nó thỏa mãn rồi cái nó tìm nó cũng vậy à, nó đi muốn tìm cái khác nữa. Muốn tìm bản nhạc hay hơn nữa, muốn tìm ca sĩ nào mình thích hơn nữa. Thấy không? Còn thấy đúng rồi, không? Quay, nó cứ dẫn mình đi hoài. Nghe nhạc rồi còn đi đúng kiếm rồi những cái đam mê khác nữa, rất rất là nguy hiểm. Đó. Thành ra dẫn mình đi hoài bảo chết luôn. Nó lôi mình đi kiếm mà. Bắt đầu tâm tham mà, tham bây giờ tôi nghĩ tới chuyện à, tối nay không biết tâm đó bụng quá tại sao mà buổi tối mình ăn phải đi kiếm cái gì ăn, nó thấy không? Rồi chết rồi này. Bắt đầu. Thành ra và nói cái câu là tự mình ý thức là tự mình phải tu tập để mình tự quan sát để hiểu cái sự tai hại thôi, chứ còn không có ai nói gì được. Vì vậy sư nói sư không bao giờ khuyên ai hết trơn á, bởi vì sư làm chưa được sư khuyên ai chi, chừng nào sư thấy sư khổ á sư mới dám nhả ra đó. Đó là tại con chưa thấy được cái khổ, mà con cũng chưa thấy thì được cái sự tục, chấn động á. Tiếp tục cũng hai cũng cứ tiếp tục đi. Tiếp tục quan sát đi. Như sư nhắc là mỗi lần mà Thanh nghe một bài nhạc á, thay vì đắm chìm trong đó thì bây giờ Thanh để ý qua cái tâm của mình nên như thế nào. À, lúc đầu thì nó chưa thấy đâu, từ từ sẽ thấy. Đó hồi nhiều chiều tôi nói đó, sau khi mà sư nghe cái bài mà em đi chùa Hương xong rồi là sư nghe bị sư hút vào trong đó, sư hút vào tâm nó quá chấn động à. Đến khi mà mình tắt máy rồi mình thấy trời ơi sao mà khổ như thế này, thấy không? Nãy giờ hồi trước đấy là một tiếng đồng hồ mình ngồi trên tâm mình rất là yên ổn, mà bây giờ mình nghe một bản nhạc tâm mình như vậy. Đó, chỉ khi nào mà mình thấy cái sự khác biệt thì mình bắt đầu. Sư chưa biết ngày mai ngày mốt sư còn nghe cái bài em đi chùa Hương nữa không, dám có nữa lắm à, dám nghe chơi đâu, không dám biết có cái tâm mình, thấy không? Có người có nữa thì ngày cứ quan sát nữa chứ có gì đâu. À, chứ biết vậy thôi chứ biết sao giờ, thấy không? Vì vậy người ta nói là một diễn trình tu tập là vậy, là mình cứ quan sát hoài, quan sát hoài, quan sát hoài mình thấy. Con nhớ sư còn thích nhạc Trịnh nữa. Hả? Bây giờ cái gì? Con nhớ sư còn thích nhạc Trịnh nữa đúng không? À, thế bây giờ đó, thấy không? Nó có những cái mà ở trong nội tâm của mình nó nằm ở trong này đó, thành ra khi mà nó phát lên một cái là tự nhiên mình nhớ sự cả. Thì là không không biết như thế nào thì sư, bởi vậy sư nói khi mình tu rồi mình mới hiểu rằng là cái tâm của mình nó là mình tưởng là của mình mà thật ra nó phải chi là của mình đâu, mình không xử lý được, nó muốn làm gì nó làm đó. Nó làm theo cái tham sân si của thế gian đó. Mặc dù mình tu cũng giống như là sư nhớ có cái câu chuyện đó, có một cái sư nó qua bên Miến Điện qua cho sư, con tu 7 năm rồi, con mặc y, con cạo đầu, con ở trong chùa, mà tâm con cứ nghĩ về gia đình, nghĩ về bà xã, nghĩ về người này người kia, không biết là bây giờ vợ con là sao cái nọ. Cái ông sư, okay, con nói rằng đó, con nhắc tâm con đó, mày tu rồi mày đừng có nghĩ chuyện tầm bậy vậy, con nhắc như vậy có được không? Ông trực sư nói, ông càng nhắc nó càng nghĩ. Bởi vì ông ở với vợ ông mấy năm và 30 năm, ông cô tu mấy năm và 7 năm, 37 năm rảnh phải nhớ tới cái 30 mà. Mà cái tu này đâu có được cái chi, ông nói vậy. Đạo quả rồi chưa được. Lâu lâu mới được ngồi được thiền chút cho mặt bà xã đó, đó, bà lo lắng chăm sóc rồi đó. Đó là chưa kể vấn đề liếm ái về mình thương yêu người ta nữa. Thì ông nói rằng là sư đừng có nói với tâm sư mà thôi đừng có suy nghĩ cái chuyện vợ con nữa, mình đi tu rồi. Đừng, chỉ đơn giản là nó suy nghĩ tiếp suy nghĩ vậy thôi. Thế là mình thấy phiền não phải là dễ dễ bỏ đâu nè, mình tu tập rất là dữ trong phải không được. Đó là sư nói theo kinh nghiệm mà tu tập của sư thấy rõ ràng là vậy đó, ghê lắm chứ không phải chơi đâu. Mình lơ mơ là anh nhảy tới hồi nào hay à. Đó sư đang nhớ là sư đang coi cái chương trình gì đó, Phật pháp được cái gì đó biết, nhảy ra một cái là mắt nó xẹp rồi, nó bấm vào đó liền tức thì làm lanh lắm. Mà trời ơi, cái chi cho phiền não đi nhanh lắm. Thôi, chưa cái đi. Giờ chắc hết giờ rồi, giờ có muốn nghe câu chuyện ngạ quỷ nữa không? Cho kết thúc không? À, thôi nói chuyện ngạ quỷ. À, không, không hỏi có Thanh còn hỏi gì nữa không? Hỏi gì nữa không? Con muốn hỏi nữa. À, hỏi đi. Con hôm qua con nghe sư có nói về cái tâm tùy hỷ ạ. Tùy hỷ khi mà mình làm việc phước thiện hoặc là khi người khác làm việc phước thiện ấy, thì nếu mà mình tùy hỷ thì nó sẽ mang quả tốt, còn nếu mà là các cái tâm như là sự ganh tị thì sẽ là mang quả xấu ấy. Thì con muốn hỏi là ví dụ như là khi mà con xem có những cái mà người ta kêu gọi các cái chương trình từ thiện á, thì con thấy cái thời điểm đấy con chưa thấy là con hoan hỉ ngay đâu, mà thường là con sẽ
Với những cái mà con biết chắc rồi ạ thì không có cái tâm nghi ngờ, nhưng mà với những cái mà con chưa biết hoặc là với những cái kêu gọi nó rất là mới á, thì con lại thấy thường là con có cái tâm nghi ngờ trước, chứ cũng cũng không phải là cái tâm hoan hỷ ngay đâu ạ. Thì nhưng mà thực tế là cái tâm con nó cứ cứ như thế thôi, chứ cũng không phải là vì con muốn hoan hỷ mà nó hoan hỷ được á, con với con nghi ngờ thôi. Thì con cũng muốn là ví dụ như lúc đấy thì mình phải kiểm tra thông tin xem là, vì nó có nhiều chương trình lắm, con nghĩ là cũng không phải cái nào cũng là cái đáng tin á. Thì con chỉ thấy là con sẽ chỉ hoan hỷ khi mà con biết rõ cái chương trình đấy, chương trình gì, do ai kêu gọi, mình cảm thấy mình tin được, thì lúc đấy con mới cảm thấy là mình có thể hoan hỷ được ấy ạ. Thế nhưng mà cái tâm nghi ngờ của con như thế thì nó có mang đến một cái quả xấu hay không? Con muốn hỏi như thế, con cảm thấy. À không, cái vấn đề này nên làm chứ, tại vì cái vấn đề mà chương trình từ thiện đó mình phải tìm hiểu kỹ đó, mình coi thử làm như thế nào, làm ra sao. Nói cái này đâu có phải là cái tâm xấu đâu, tại vì mình phải tìm hiểu mà đó, mình tìm hiểu mình coi thử là ví dụ họ làm họ họ kêu gọi là một cái công trình từ thiện gì, mình coi thử nó như thế nào, nó có hợp lý hay không đó. Đó thì cái tất cả những cái này là không phải là cái tâm ganh tị, không phải là cái này là cái tâm xấu, nhưng mà cái tâm này là nó cũng thuộc về một cái dạng tâm thiện. À, khi nào mà con cảm thấy rằng là những cái việc làm của cái người đó hay là cái quả của cái người đó mà họ nó phát sanh lên mà cô cảm thấy cô khó chịu, cô cảm thấy cô ghen tị thì cái đó mới là xấu. Còn cái này là trong cái thời điểm mà mình làm từ thiện, mình tìm hiểu cái vấn đề của nó mà nó phải gì đâu xấu. Bây là như thế này, theo ý của sư, nếu mà như mà cô Thanh nghe cái chương trình đó đó, mà tự nhiên cô nghĩ cô nói ôi mấy anh cha nội chắc là ba xạo rồi, nó xạo nó lấy tiền của mình đó, thì cái này là có thể là xấu này. Còn cái này Đúng rồi, cái đó mình nói tâm sân là xấu rồi, mình chỉ kiểm tra thôi. kiểm tra không có gì xấu cả. Tôi cũng nói anh xấu, nhưng mà tôi cần kiểm tra để tôi coi thử anh làm có đúng không. Cái này là một dạng, là mà cái này một dạng là có thể là có trí tuệ nữa đó. Thì rồi là trước Có khi chứ, làm cái gì mình cũng phải là kiểm tra cho đàng hoàng tử tế cho mới bảo đâu làm đó. sư nói thêm, sư cũng có làm từ thiện nên sư biết mỗi khi mà những cái công trình mà từ thiện á, bắt đầu mà sư mà nhận tiền của chú 10 em của ngài rồi đó, thì sư làm cho tới nơi tới chốn, rồi sư phải tới sư coi thử cái đối tượng như thế nào, rồi sư phải kêu những cái người nào mà mình đáng tin cậy đó, rồi mình giao công việc cho họ làm đó, rồi mình còn phải có đôi khi mình phải quan sát, mình tới mình làm để mình cảm thấy mình làm rất là thoải mái. Khi quan sát cô tìm hiểu với cái tâm của cô tâm tư cô thoải mái thì là cái đó không phải là bất thiện. Đúng Cơ xin nói thì nói thì cô nắm bắt được không ạ? rồi. Dạ con hiểu. Tại vì con nếu mà nói thế thì cũng có lúc là con có tâm sân. Ví dụ như con thấy có những người mà người ta tranh thủ các cái hoạt động của nhóm ấy, người ta đưa những cái tin, chính là người ta tận dụng cái lòng tin của mình ấy, người ta đưa những cái tin kêu gọi, nhưng mà con thấy thực sự là sau khi mà con tìm hiểu thì con thấy nó không 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 có đáng tin cậy á, thì lúc đấy là con có, lúc đấy con có tâm sân. Thì có tâm sân, cô Thì biết tâm con sân thôi, đơn giản thôi, cô có tu thiền mà thì có tâm sân, cô biết cô có tâm sân à. Thì thôi đó, đơn giản, rất là đơn giản. thật giả là mình có Dạ. thể suy nghĩ nó làm sai là cái chuyện của nó, còn mình nổi sân là cái chuyện của mình này. Nó ví dụ như Cô bây giờ vừa làm mà cô cũng vừa có họ tu thiền là cô lợi làm dễ lắm. dụng họ lợi dụng cái chuyện từ thiện để họ làm chuyện xấu thì đó họ làm sai phải không? Thì nếu mà họ làm sai thì họ đi địa ngục, còn Thanh mà giận người ta là Thanh đi địa ngục rồi. Đôi khi phải nhắc tâm mình Là đi cùng luôn đấy đúng vậy. Vậy đó. Rồi con thấy là ví dụ như là khi mà con tham gia từ thiện chẳng hạn, thì ví dụ khi mà mình tham gia xong mình hay, ví dụ con chuyển tiền chẳng hạn, thì con hay nhắn tin con để cho hỏi xem là đã nhận được chưa ấy, thì con thấy nếu như mà người ta trả lời ngay thì không sao, nhưng mà ví dụ như là cũng có những cái người ta bẵng đi, người ta quên chẳng hạn, người ta chưa trả lời mình là người ta đã nhận được chưa ấy, thì lúc đấy là con thấy lúc đấy nó không thành, nó không hoan hỉ nữa, mà lúc đấy nó bắt đầu nó cũng hoang mang và không biết là đã nhận được chưa hay như thế nào, xong rồi không biết là con nên hỏi lại hay không, thì lúc đấy cái tâm của mình nó không có không không có ổn định, mà nó hơi là hoang mang một chút ạ. Đúng rồi, tâm si mà, tâm si hoài nghi mà, cái Dạ. này là tâm si hoài nghi, sao mà có ổn định được, tại vì mình hoài nghi, mình nghi ngờ một cái chuyện gì đó, mình đang phân vân lưỡng lự trước một cái vấn đề gì đó nó chưa có rõ ràng, thì cái này là tâm si hoài nghi á. Tâm si hoài nghi nó có hai dạng, một là tâm si hoài nghi là hoài nghi về Phật pháp tăng, hoài nghi về nhân quả, còn một loại tâm si là nó hoài nghi về cái vấn đề không biết là nãy mình khóa đi ra khỏi nhà mình đóng cửa chưa nữa,
không biết là mình giao tiền cho họ rồi họ có bận cái việc gì mà không thấy họ nhắn tin lại đó. Đây là một cái dạng tâm siêu hoài nghi thôi, nó cũng bình thường thôi, nó sanh là nó diệt thôi. Cô phải quan sát cái tâm mà cô hiểu không? Dạ. Cái tâm siêu hoài nghi này không có tạo quả ác gì đâu, nhưng mà nó sanh lên vậy đó, nó sanh lên vậy là tại nó đi theo công việc á. Nhưng mà đừng đừng để sanh hoài, cô quan sát nó được rồi. À, nhưng mà đều sự hỏi của Thanh này, khi mà Thanh nghi không biết là người ta có lý tiền của mình không, người ta không biết ta nhận được chưa mà sao thấy trả lời, thì thường thường thì như thế nào, xảy chuyện xảy gì xảy ra là người ta trả lời không? À, con không không con không có nghĩ là người ta lấy tiền của con, mà con mà con chỉ nghĩ là không biết là trong cái lúc mình chuyển đúng rồi, người ta không, đã không, nhận được hay tôi chưa. Nói rằng là có lẽ là trong quá khứ cô đã suy nghĩ nhiều lần như vậy, nhưng cái kết quả là sao, người ta cuối cùng người ta trả lời, người ta nhận được phải không? Dạ. Ở thì thôi thì mình thấy đó. Không? Đó là do cả Dạ. thôi chứ đâu phải thằng ta. Đúng Mình đã rồi, ý nghĩa là mình cũng học bài học trong quá khứ. Rất là nhiều lần mình nghi ngờ rồi cuối cùng người ta cũng nhận được tiền, nhưng mà người ta bận công chuyện hay là bị chuyện gì rồi đó, đấy. người ta không trả lời cho mình, thấy không? Đó, Dạ. Thanh phải nhắc Thanh đó. Thôi, mình làm phước là được rồi. Mình đưa tiền là xong xuôi rồi. Được, cái phần phước của mình là mình đã làm rồi, chấm dứt rồi. Còn cái chuyện mà họ làm, họ không trả lời hay là không tới nữa là mình cũng thua thôi, mình chịu. Ví dụ ngay cả khi mà Thanh gửi tiền cho người ta đó, mà vì lý do nào đó mà bưu điện nó không đưa là mất rồi, để thì mình cũng nhắc nhở mình đó, chắc là cái duyên họ không có được nhận cái tiền của mình, thật như vậy thôi, mình cũng phải chấp nhận, thấy không? Nhớ là khi mà mình đã làm chuyện thiện rồi thì mình nhắc nhở mình đã làm xong bổn phận của mình rồi, còn cái chuyện của người kia để yên cho họ. Còn mà mình cứ không có quen, có thói quen suy nghĩ một cách đúng đắn như vậy là tâm mình nó cứ worry, nó cứ là lo lắng, nó cứ sợ hãi được cái đúng rồi. Đó cái chuyện này của cô là tôi thấy chuyện còn nhỏ, cái chuyện của xưa kia cô không bao giờ cô tưởng tượng rằng là suy nghĩ rằng là thôi rồi tiêu rồi, mình tiêu rồi, chắc có lẽ sống không nổi nữa, đang đứng lên vực thẳm rồi, chắc mình rớt xuống đây quá, nhưng mà cuối cùng là có rớt đâu. À, cái tâm của mình nó rất là kinh khủng, dù cái chuyện chưa có gì hết là nó làm ghê lắm, trời, rất là nguy hiểm á, phải ráng tu cho bớt khổ vậy thôi. Tôi suy nghĩ chắc cũng quá giờ rồi, thôi mình sẽ để chuyện ngã quỷ của sư Phật Thái, thôi để lần tới đi, hẹn để lần tới hai chương trình lần tới để cho nó hấp dẫn đi đó. Nếu mà quý vị nào mà muốn nghe chuyện ngã quỷ thì mời quý vị lần tới, cái giờ này là hết giờ rồi, sư cũng bắt đầu buồn ngủ rồi đó, bên Florida này thì gần 9 giờ tối rồi. Dạ. Phật, để tôi mời cô Oanh để đọc bài hồi hướng chư thiên đi ha.